các bạn, trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ đi giải những câu vận dụng cao trong chuyên đề ôn thi học sinh giỏi và chủ đề là bài toán thực tế hình học. Rồi bắt đầu câu 1. Trong một lần đến tham quan tượng nữ thần tự do ở New York, Mỹ, sau khi quan sát, bạn An đã minh họa lại kết quả đo đạc như hình bên dưới. Bên trái là hình ảnh thực tế, bên phải là mô phỏng lại kết quả đo ha. Rồi câu A là tính góc ACB bằng 14 độ. Ở đây mình đi xét tính đúng sai của các mệnh đề nha. Rồi ACB là cái góc này. Thì để tính góc này có rất là nhiều cách tính. Tuy nhiên thì cô sẽ chọn cái cách là mình đi tính góc ABC. Rồi mình suy ra cái góc C dựa vào tổng ba góc trong một tam giác bằng 180 độ. Vậy thì đầu tiên mình sẽ đi tính góc ABC trước. Mình thấy là góc ABC và góc CBH á, là hai góc kề bù. Thì tổng số đo bằng 180. Vậy thì mình tìm như sau nha. Ta có góc ABC cộng góc CBH bằng 180 độ. Lý do là kề bù. Kề bù. Rồi, vậy thì suy ra góc ABC sẽ bằng 180 độ trừ cho 62. 180 độ trừ cho 62 là bằng 118 độ. Ok. Rồi, 118. Tiếp tục mình sẽ đi tìm góc ACB sử dụng vào tam giác ABC. Thì ta có góc ABC cộng với lại góc ACB cộng với lại góc A là bằng 180 độ. Vì nó là ba góc trong một tam giác. Vậy thì suy ra góc ACB là bằng 180 trừ cho góc A. Góc A hồi nãy đề cho là 48 độ và 118 ha. Trừ 48 trừ cho 118, kết quả bằng 14 độ. Rồi, vậy thì câu A đúng. Tiếp theo câu B là BC bằng 51,3 mét BC. Bây giờ tính BC thì sẽ dựa vào tam giác ABC, bởi vì tam giác này có biết một cạnh là cạnh AB rồi. Vậy thì mình sẽ sử dụng định lý hàm sin để mà tính cái cạnh BC. Đây là câu A nè. Bây giờ câu B. Câu B là dựa vào tam giác ABC thì mình có là AB là cạnh biết rồi, AB thì chia cho sin của góc ACB. Rồi, cạnh mình cần đi tính là cạnh BC thì nó sẽ đi với lại sin của góc A. Vậy thì suy ra BC sẽ bằng AB là 17,1 nhân với lại sin của góc A là 48 độ. Rồi chia cho sin của góc ACB là sin của 14 độ. Rồi, kết quả bằng 17,1 nhân sin 48 chia sin 118. Ra sắp xỉ 14,4 đơn vị là mét. 14,4 đơn vị là mét. Ủa đúng không nhỉ? ACB là 14. Ủa đâu? Góc này là 14 mà chứ đâu phải 48. Còn góc A mới là bằng 48. Ngược rồi. 14 độ rồi chia cho, ủa đúng đúng đúng, cô bấm nhầm á, 52,5. 52,5. Ok. Rồi, vậy thì câu B này bị sai. Câu C là đi tính độ cao của tượng nữ thần tự do. Độ cao của tượng nữ thần tự do chính là đoạn CH. Bây giờ mình tính ra được BC là 52,5 rồi. Vậy thì CH mình tính dựa vào tam giác BCH nha. Tam giác BCH. Thì tam giác này mình thấy có góc B là 62 độ nè. Thì CH nó là cạnh đối với góc B, còn BC là cạnh huyền. Vậy thì dùng tỷ số sin nha. Tam giác BCH, sin của góc 62 độ, tìm sin lấy đối chia huyền. Rồi,
Vậy thì suy ra CH sẽ bằng BC. BC là 52,5 nhân cho sin của 62 độ. Kết quả xấp xỉ là 52,5 nhân với sin của góc 62 độ ra 46,4. 46,4 mét. Đó là CH. Nhưng ở đây lại báo là 45,3, vậy ý này cũng sai luôn. Rồi câu D, bán kính đường tròn nội tiếp của tam giác ABC. Thì cái ngụ ý của bài này là sẽ áp dụng hệ thức lượng vào trong tam giác. Cho nên là để tìm bán kính của đường tròn nội tiếp á, thì mình không cần phải đi tìm tâm đồ gì cho nó mất công, nó rất là dài rườm rà. Mình sẽ sử dụng luôn công thức là S sẽ bằng P nhân với R. Vậy thì cần tìm S và tìm P. S á, thì dễ rồi. Nhưng mà B á, thì nó cần ba cạnh thì ở đây mới có biết hai cạnh là cạnh AB với cạnh BC à. Vậy thì bây giờ phải đi tính thêm cạnh AC thôi. Tính thêm cạnh AC thì mới tìm được cái P. Cái D nè. Mình sẽ sử dụng trong tam giác ABC thôi. Cần tính cạnh AC. AC thì chia cho sin của góc ABC. Rồi. Cạnh đề cho là cạnh AB. AB thì chia cho sin của góc ACB. Ok, vậy thì suy ra AC sẽ bằng AB, AB đề cho là 17,1 nhân với sin của góc ABC. ABC là hồi nãy tính ra bao nhiêu ta? 118. Rồi, chia cho sin của góc ACB là sin của góc 14 độ. Rồi, vậy thì suy ra AC sắp xỉ bằng bao nhiêu? 17,1 nhân với sin của 118 chia cho sin của 10, 14 ra sắp xỉ 62,4. A là AC. Rồi bây giờ đi tính đủ chu vi. B sẽ bằng AB cộng AC cộng BC chia cho 2. AB cái kết quả ở đây là sắp xỉ hết nghe. AB là 17,1 còn AC là 62,4. BC thì hồi nãy sắp xỉ 52,5. Rồi cộng lại chia cho 2 nó ra là 66. Sắp xỉ 66 mét, nửa chu vi đơn vị là mét. Rồi, bây giờ đi tính diện tích. Diện tích thì có rất là nhiều công thức, tuy nhiên ở đây chúng ta nên sử dụng công thức 1/2 BC sin A. Cô ghi lại đây là lý thuyết nè, rồi ráp vô cái bài của mình. Thì nó chính là cạnh AB nhân cạnh AC nhân cho sin của góc A là bằng 1/2 AB hồi nãy tính là để cho là 17,1. AC mình tính là 62,4. Rồi nhân cho sin của góc A chính là sin của 48 độ. Rồi kết quả bằng sắp xỉ là 0,5 nhân với 17,1 nhân 62,4 nhân sin của 48 độ ra 396,5. Đây là diện tích. Diện tích thì bằng V nhân với R. Vậy thì suy ra R sẽ bằng S chia cho P, là lấy 396,5 chia cho 66. Kết quả ra sắp xỉ bằng 6 đơn vị là mét. Vậy bán kính đường tròn nội tiếp bằng 6. Vậy ý này đúng nè. Rồi chốt lại câu số 1 là đúng, sai, sai, đúng. Câu số 2. Tháp nghiêng Pisa Ý nổi tiếng có chiều cao là 184,5 feet. Góc nâng nhìn từ điểm Q cách chân tháp một khoảng 123 feet lên đỉnh R của tháp có số đo là 60 độ như hình vẽ. Rồi, các số đo mô phỏng lại chính là tam giác BQR có hai cạnh và một góc. Xét tính đúng sai của mệnh đề sau. Câu A, QR bằng 212,1436 feet. Vậy thì bạn thấy cái tam giác này là biết hai cạnh với một góc, do đó tính cạnh QR thì chúng ta sẽ sử dụng định lý cos nha. Câu A. Ở đây cos mình biết góc Q, do đó là mình sẽ sử dụng định lý cos cho cái góc Q thì mình được là PR bình sẽ bằng là PQ bình cộng với lại QR bình trừ 2 lần PQ nhân QR nhân với cos của góc PQR. Thôi cô ghi luôn là cos góc Q đây. Rồi,
Vậy thì suy ra BR đề cho là 184,5 bằng BQ là 123 cộng cho QR bình viết lại trừ 2 BQ là 123 nhân cho QR nhân cho cos của 60 độ. Vậy thì mình được một cái phương trình bậc 2 đó là QR bình trừ cho cos 60 là 1 phần 2, 1 phần 2 nhân với 2 là hết. Vậy là trừ 123 QR. Rồi, cộng cho 123 bình trừ cho 184,5 bình, kết quả bằng 0. Phương trình bậc 2 này bạn bấm máy tính nha. Ra được QR sắp xỉ là 212,1436 hoặc là QR sắp xỉ là trừ 89,1436. Tuy nhiên cạnh thì nó phải dương thôi chứ nó không có âm được đâu, do đó mình loại cái số ở phía dưới. Rồi, vậy QR sắp xỉ bằng 212,1436. Vậy câu A đúng. Rồi câu B là góc RBQ sắp xỉ 86 độ 41 phút, đúng hay sai? RBQ là góc này. Ok, vậy thì mình sẽ sử dụng định lý sin nha, định lý sin. Còn tìm góc R đúng không? Góc B thì là QR. QR chia cho sin của góc RBQ thì sẽ bằng cạnh đã biết là cạnh BQ chia cho sin của góc BRQ. Đó. Vậy thì suy ra tính góc đúng không? Sin của góc RBQ sẽ bằng QR. QR vừa tính là 212,1436 nhân với sin của góc BRQ. BRQ. Ồ, góc BRQ cũng chưa tính. Vậy thì thôi mình đổi lại đi, mình không làm góc BRQ nữa. Mình làm cạnh nào? Mình làm góc Q đi, góc Q biết rồi. Góc Q thì là BR chia cho sin của góc Q là sin của 60 độ chia cho BR. BR đề cho 184,5 feet nè. Rồi coi thử kết quả sắp xỉ ra bao nhiêu. Hai một hai phẩy một bốn ba sáu nhân sin 60 độ chia 184,5 ra 0,9957. Rồi bây giờ bấm ship sin suy ra cái góc này R P Quy là sắp xỉ 84 độ 44 phút. 84 độ 44 phút. Vậy thì câu B bị sai. Rồi câu C, khoảng cách từ R đến chân tháp của đường thẳng VQ sắp xỉ là, khoảng cách từ R đến chân tháp chính là chiều cao hạ từ R, đúng chưa? Vậy thì sẽ đi sử dụng công thức diện tích đi ha. Diện tích thì bằng 1 phần 2 lần chiều cao hạ từ R nhân với BQ. BQ có rồi, vậy bây giờ đi tính diện tích thôi. Tính diện tích thì muốn sử dụng công thức nào cũng được, nhưng ở đây hiện tại mà nó hợp lý nhất là chúng ta sẽ sử dụng 1 phần 2 lần QP nhân với QR nhân cho sin của góc Q thì bằng 1 phần 2. Ủa, Q tính chưa ta? QB với QR vừa tính ở trên đúng không? QP là bằng 123 nè. Còn QR là 212,1436 nè. Nhân cho sin của góc 60 độ nè. Ok. Coi thử sắp xỉ ra bao nhiêu nha. 0.5 nhân 123 nhân 212,1436 nhân cho sin của góc 60 độ. Nó ra là 11298,9. Đó là diện tích. Mà
Diện tích thì còn bằng 1 phần 2 lần chiều cao hệ từ R nhân cho đoạn BQ. Vậy thì suy ra chiều cao hệ từ R sẽ bằng 2 nhân cho diện tích chia cho BQ. 2 nhân diện tích rồi chia cho BQ, BQ là 123. Vậy nó ra xấp xỉ là 183, xấp xỉ 183,722. Đây là chiều cao. Vậy đúng nè, ý này đúng. Rồi, câu D, bán kính đường tròn ngoại tiếp của tam giác PQR xấp xỉ là, bán kính đường tròn ngoại tiếp chính là R lớn, mà R lớn thì có thể là dùng công thức diện tích bằng ABC chia 4R lớn, hoặc là sử dụng định lý sin A chia sin A bằng 2R lớn. Nên sử dụng định lý sin cho nó nhanh. Thì tại vì cái góc quy nó là 60 độ, nó đẹp, cho nên là mọi cái cách tính mà liên quan đến định lý sin thì cô hay dùng góc quy ha. Vậy thì mình có là PR mà chia cho sin của góc quy thì sẽ bằng 2R lớn. Vậy thì suy ra R lớn sẽ bằng 1 phần 2 nhân với PR, PR là 184,5 feet nè, chia cho sin của góc 60 độ. Coi ra xấp xỉ bằng bao nhiêu? 184,5 2 nhân sin 60 độ ra 106,52. 106,52. Ồ, vậy ý này đúng luôn. Rồi, ok, chốt lại câu số 2 là đúng sai đúng đúng. Câu số 3, chuyển động của một đồ chơi là máy bay điều khiển từ xa được thể hiện trên mặt phẳng tọa độ Oxy, đơn vị hai trục tọa độ là mét nha. Máy bay khởi hành từ vị trí điểm M, tọa độ 0,4 và chuyển động thẳng đều với vận tốc theo vector V nè, là vector V, vector chỉ phương của đường biểu diễn. Chắc là vẽ cái mặt phẳng tọa độ ra minh họa cho mấy bạn dễ nhìn. Ở đây nó không có hình sẵn. Vector V có tọa độ là 2, 3. Y bằng 2 bằng 3 là cô vẽ đại một cái vector như thế này nha. Rồi, đây là vector V. Điểm M có tọa độ là 0,4. 0,4, vậy M nằm đây. Thì M di động theo vector V. Với vector vận tốc là vector V có nghĩa là nó sẽ đi theo qua bên này. Đó. Rồi. Vậy thì vector chỉ phương của đường thẳng biểu diễn chuyển động vector máy bay, chuyển động của máy bay là vector V đúng, bởi vì nó chuyển động thẳng đều với vector vận tốc mà. Vậy thì câu A này là một câu đúng nha. Câu A là đúng. Rồi câu B, máy bay chuyển động trên đường thẳng 2x trừ 3y trừ 12 bằng 0. Câu B nè. Đường thẳng, cái máy bay nó chuyển động trên cái đường, thì đường nó là đường nào? Đường nó là một cái đường song song với lại vector V, đúng không? Song song với vector V, đồng thời nó phải đi qua điểm M. Nó phải đi qua điểm M thì nó sẽ như thế này nè. Rồi, đây là đường nha, đường thẳng biểu diễn chuyển động của máy bay, đường thẳng biểu diễn chuyển động của máy bay, là đường thẳng đi qua M có tọa độ là 0,4, rồi, và có vector chỉ phương là vector V, tọa độ là 2, 3. Có phương trình là, nhìn vô thì cô thấy sai, bởi vì vector chỉ phương là 2, 3, à không, vector chỉ phương thì mình phải suy ra vector phát tuyến, bởi vì cái câu B nó đang kết luận theo phương trình tổng quát, cho nên là mình cần vector phát tuyến. N có tọa độ là 3 trừ 2, mình sẽ lấy 2, 3 mình đổi chỗ lại và mình đổi một dấu. Có phương trình tổng quát là, rồi
là 3 nhân với lại x trừ 0 trừ cho 2 nhân với lại y trừ 4 bằng 0. Tương đương với lại 3x trừ 2y cộng 8 bằng 0. Cho nên ý B này bị sai. Rồi bạn hiểu được vấn đề chưa? Câu C, tọa độ của máy bay tại thời điểm T giây tính từ khi khởi hành là thì máy bay nó di động trên cái đường này, có thể lúc nó ở đây, ở đây, ở đây. Nói chung là cái tọa độ của máy bay á, nó sẽ phụ thuộc vào phương trình đường thẳng mà mình vừa viết nè. Tuy nhiên đó là mình nên viết theo phương trình tham số. Rồi, vậy thì xuống dưới đây cô sẽ ghi là có phương trình tham số là x bằng 0 cộng 2 t y bằng 4 cộng với 3t thì nó mới đúng. Cho nên là suy ra tọa độ của máy bay, tọa độ của máy bay là x bằng 2t còn y phải bằng 4 cộng 3t cơ. Cho nên ý này cũng bị sai luôn. Rồi, câu D, sau 15 giây kể từ khi khởi hành, máy bay chuyển động được một quãng đường dài. Sau 15 giây thì bây giờ đầu tiên á, là mình phải tìm lúc T bằng 0 giây thì máy bay nằm ở vị trí nào nha. Cái này là câu C. Còn cái này là câu D nè. Tại thời điểm T bằng 0 giây thì suy ra điểm M có tọa độ là 0,4, chính là thời điểm ban đầu. Còn tại vị trí T bằng 15 giây, 15 giây nghĩa là T bằng 15 thay vô thì điểm N của mình nó sẽ có tọa độ là 15 thay vào đây nha, là 30 với lại 49, đúng không? Vậy thì đây là điểm biểu diễn của máy bay nha. M và N là điểm biểu diễn của máy bay. Vậy thì suy ra quãng đường máy bay đi được, quãng đường máy bay đi được, máy bay đi được là đoạn MN nghe, là đoạn MN. Thì mình sẽ tìm hoành độ của vectơ MN và tung độ của vectơ MN, thì mình lấy 30 trừ cho 0 là hoành thì bình phương, cộng với tung là 40 trừ cho 4 rồi đem bình phương. Vậy kết quả nó ra là 15 căn 13, đơn vị là mét. 15 căn 13, 15 căn 13, à vậy ý này đúng nè. Vậy chốt lại câu số 3 là đúng, sai, sai, đúng. Rồi câu số 4. Một nhà máy xây dựng một đường ống nước đi qua ranh giới giữa hai thôn A và B. Mỗi thôn đặt một trạm phát nước. Để thuận tiện cho việc tính toán, các kỹ sư của nhà máy đã mô phỏng lại đường ống và các trạm phát như hình vẽ. Rồi, đây cái hình vẽ này thể hiện đường ống nước và các trạm phát nha. Câu A, phương trình biểu diễn đường ống nước là 3x cộng 4y trừ 24 bằng 0. Ok, rồi. Đây là phương trình tổng quát, đường ống nước là đường màu xanh, vậy thì mình cần tìm một điểm đi qua và một vectơ pháp tuyến. Ok không? Thì mình thấy nha, đường ống nước nó đi qua điểm này. Điểm này có tọa độ là 0, 9. Rồi, còn điểm này có tọa độ là 12, 0. Đó. Vậy thì câu A nghe, hai điểm này nằm trên hai trục tọa độ cho nên chúng ta sẽ sử dụng phương trình đoạn trắng cho nó nhanh. Phương trình đường ống nước đi qua qua điểm có tọa độ là 12, 0 và 0, 9 là x phần 12 cộng với y phần 9 bằng 1. Tương đương với lại là mẫu chung của mình sẽ là 18 hả? Đâu? Bên này mình nhân với 9 đi. 9x bên này mình nhân với 12. Rồi 9 nhân 12 là 108. Rồi rút gọn cả hai vế cho 3 đi thì mình được là 3x nè cộng với 4y nè trừ 36 bằng 0.
3x cộng 4y trừ 36 bằng 0. Ồ, vậy câu A này bị sai rồi. Câu A này bị sai. Câu B. Khoảng cách từ trạm phát A B đến đường ống nước lần lượt là. Ồ, vậy thì bây giờ mình chỉ cần tìm tọa độ của điểm A với tọa độ của điểm B, sau đó mình tính khoảng cách từ hai điểm này đến đường ống nước thì nó chính là khoảng cách từ trạm đến đường đó. Rồi bây giờ câu B nha. Câu B thì ta có điểm A có tọa độ là 1, 2 nè. Rồi B thì có tọa độ là B nè, 9 với 7. 9, 7 nha. Rồi khoảng cách từ A đến đường ống nước. Đường ống nước cô bây giờ cô đặt tên nó là đường thẳng delta đi. Đường ống nước mình phải đặt tên nha. Đặt tên đây, cô đặt tên đây là đường thẳng delta. Rồi, đến đường delta thì sẽ bằng trị tuyệt đối của 3 nhân với 1 cộng 4 nhân với 2 trừ cho 36 chia cho căn bậc 2 của 3 bình cộng cho 4 bình bằng bấm máy coi thử nó ra bao nhiêu. Năm. Rồi đây là bằng 5. Khoảng cách từ điểm B đến đường ống nước delta sẽ bằng trị tuyệt đối của 3 nhân với 9 cộng 4 nhân với 7 trừ cho 36 chia cho căn bậc 2 của 3 bình cộng cho 4 bình bằng ở trên 3 nhân 9 cộng 4 nhân 7 trừ 36 chia cho 5. 19 phần 5. 19 phần 5 là bằng 3,8. Đơn vị ở đây là cái gì vậy? Đề nó hồi nãy nó cho là km nha. Đơn vị là km. Rồi. Vậy thì khoảng cách từ trạm A đến đường ống nước là 5 km, trạm B đến đường ống nước là 3,8. Vậy ý này đúng nè. Rồi câu C. Trên đường ống các kỹ sư muốn chọn một vị trí có tọa độ AB để lắp đặt một hệ thống dẫn nước từ đường ống đến hai trạm phát. Biết khoảng cách từ M đến hai trạm phát là như nhau. Khi đó 5A cộng B bằng 26,5. Có nghĩa là để biết đúng hay sai thì mình phải tìm cái A và B là tọa độ của điểm M. Vậy thì có một cái dữ kiện đó là MA sẽ bằng MB. MA bằng MB nha. Vậy thì bây giờ phải đi tính rồi. Phải đi tính rồi. Tuy nhiên á là mình có M là thuộc vào đường ống nước delta. Vậy thì mình được một cái phương trình là 3A cộng cho 4B trừ 36 bằng 0. Vậy thì rút B ra mình được là 36 trừ cho 3A chia cho 4. Rồi. Vậy thì lúc này điểm M có tọa độ là A 36 trừ 3A chia cho 4. Ok, đây là M nha. Giờ đi tính vectơ MA để tìm đoạn MA. Vectơ MA, MA thôi tính vectơ AM đi, lấy M trừ A cho nó đẹp. Rồi, vectơ AM có tọa độ là điểm A là 1 2 ha, là A trừ 1. Rồi. 36 36 phần 4 là bao nhiêu? 36 chia 4 9 đó. 9, 9 và trừ cho 2 là còn 7. 7 trừ cho 3A phần 4. Rồi. Vectơ BM có tọa độ là A trừ 9 rồi 2 trừ cho 3A chia 4. Đây là vectơ nha. Hai đoạn này bằng nhau. Rồi, hai đoạn này bằng nhau. AM bằng BM nên suy ra M bình, cô sử dụng bình phương để nó mất cái căn. Tại vì độ dài của một vectơ thì sẽ bằng căn bậc 2 của hành bình cộng tung bình. Do đó là mình bình phương lên đây cho nó mất căn. Vậy A trừ 1 tất cả bình cộng cho 7 trừ 3A chia 4 tất cả bình sẽ bằng A trừ 9 tất cả bình cộng cho 2 trừ 3A chia 4 tất cả bình. Ok. Rồi biến đổi ra đi thì mình sẽ rút gọn được và giải ra tìm được A nha. Hay là mình bấm shift zone đi cho nó nhanh mấy bạn ơi. Bấm shift zone đi. Bấm shift zone thì được A bằng 70 phần 17. Nói chung là nó ra 2A nhưng mà một cái A bị loại nghe. À không,
Bài này ra có một A thôi, bởi vì bên này là A bình, 3A chia 4 tất cả bình, còn bên này cũng vậy nên nó triệt nhau, nó ra một cái phương trình bậc nhất thôi. Rồi ra được A, một A, một A nha. B á, thì bằng 36 trừ 3A chia cho 4 nên là B nó bằng 2 lên 1 phần 10, 14, đây là B. Vậy D yêu cầu tính là 5A cộng B thì kết quả sẽ bằng 26,5. 26,5, cái này bạn bấm máy nha. Cô tính rồi nên cô tính nhanh á. Rồi vậy C đúng nè. Câu D, trên đường ống nếu các kỹ sư chọn vị trí điểm N có tọa độ là 5, 21 phần 4 để lắp đặt một hệ thống dẫn nước từ đường ống đến hai trạm phát. Khi đó tổng chiều dài đường ống từ hệ thống đến hai trạm bơm nhỏ nhất là, thì một cái điểm N nằm ở đâu đó không biết. Ở đâu? N là nó có tọa độ luôn á. N là nó có tọa độ luôn. M mới là không biết. Hồi nãy M mới là không biết nha. Rồi, điểm N có tọa độ là 5, 21 phần 4. 21 chia 4 là bằng 5,25. Để nằm đây nè. Điểm N nằm đây nè. Rồi, thì tổng chiều dài từ hệ thống đến hai trạm bơm là nhỏ nhất. À, ý nghĩa của cái câu D này là như thế này. Cái điểm N này có cho ta tổng khoảng cách nhỏ nhất hay không? Đó, thì mình thấy là hình như là không rồi. Bởi vì á, bạn biết không? Để mà được một cái tổng NA cộng NB mà nhỏ nhất á, thì cái điểm N này nó phải thẳng hàng với AB luôn cơ. Có nghĩa là ANB phải thẳng hàng, nhưng mà cái điểm N này của mình là mình thấy nó lệch lệch rồi đúng không? Do đó là bây giờ mình sẽ đi chứng minh được nó không đúng bằng cách là mình gọi một cái điểm N có tọa độ là AB thôi, AB. Sau đó mình sẽ giải quyết, mình tìm ra nếu mà nó khác tọa độ thì nó sẽ sai nha. Rồi, ý này là ý D nha. Bây giờ mình sẽ gọi gọi N. Thuộc đường thẳng delta. Rồi thì mình có NA cộng với NB theo bất đẳng thức nha, thì nó sẽ luôn luôn lớn hơn hoặc bằng AB. Cái này gọi là bất đẳng thức tam giác thì phải. Tổng hai cạnh sẽ luôn luôn lớn hơn độ dài cạnh còn lại. Vậy thì suy ra cái tổng NA cộng NB nhỏ nhất khi không không khi mà bằng luôn, bằng AB khi NAB thẳng hàng, khi NAB thẳng hàng. Ok rồi, vậy thì lúc bây giờ cái điểm N nó chính là giao điểm của cái đường AB với lại cái đường ống nước delta đúng không? Vậy thì mình sẽ đi tìm điểm N bằng cách nào? Viết phương trình đường thẳng AB cái đã. Phương trình đường thẳng AB thì phương trình đường thẳng AB nó đi qua A, A có tọa độ là 1, 2 ha. Phải có vectơ chỉ phương là vectơ AB. Vectơ AB có tọa độ là, nhìn thử AB đâu, 7 với lại 5, à 8 với 5. 8 với 5. Cho nên suy ra vectơ pháp tuyến N có tọa độ là 5 trừ 8. Vậy thì phương trình của mình sẽ là 5 nhân với lại x trừ 1 trừ cho 8 nhân với y trừ 2 bằng 0, tương đương với lại 5x trừ 8y. 16 mà trừ 5 là còn 11 bằng 0. 5x trừ 8y cộng 11 bằng 0. N từ cái điều kiện sao ở trên này nè, à chỗ này cô suy ra luôn đây. Suy ra N nó là giao điểm của AB với lại đường thẳng delta. Vậy thì tọa độ N, tọa độ của N là nghiệm của hệ phương trình. Rồi, hệ gồm có đường thẳng AB và đường thẳng delta là 5x trừ 8y cộng 11 bằng 0. Delta nãy tính ở trên là 3x cộng 4y trừ 36 bằng 0. 3x cộng 4y trừ 36 bằng 0.
Rồi bạn giải ra coi thử xy nó bằng bao nhiêu. X sẽ bằng x nha. X x bằng 61 phần 11. Còn y là bằng 213 phần 44. Đó. Vậy thì điểm N có tọa độ là 61 phần 11 với 213 phần 44. Điểm này mới là cái điểm cho ta NA cộng NB nhỏ nhất ha. Vậy điểm N có tọa độ ở trên đề á, trên đề nó cho là điểm N tọa độ 5 21 phần 4. 5 21 phần 4. Không cho ta đoạn NA cộng NB min đâu. Rồi. Vậy thì bây giờ mình liếc lên mình biểu diễn cái điểm tọa độ 61 phần 11 một chút nha. 61 mà chia cho 11 là bằng 5,5. 5,5 213 chia 44 là bằng 4,8, 5,5 với 4,8 coi đúng không? Đúng rồi, 5,5 nè, 4,8 nè. Ok, chính là cái điểm N này luôn nè. Rồi, vậy thì ý D này bị sai. Chốt lại câu số 4 là sai, đúng, đúng, sai. Rồi chuyển qua câu số 5. Hình dưới đây mô phỏng một trạm thu phát sóng điện thoại di động được đặt ở vị trí Y, có tọa độ là trừ 2, 1. Trong mặt phẳng tọa độ đơn vị trên 20 là km, biết rằng trạm thu phát sóng đó được thiết kế với bán kính phủ sóng là 3 km. Có nghĩa là cái đường tròn này có tâm Y và bán kính bằng 3 nha. Câu A, phương trình đường tròn mô tả ranh giới vùng phủ sóng là. Như cô vừa nói thì có tâm với có bán kính rồi thì mình sẽ đi viết phương trình đường tròn thôi. Rồi câu A. Câu A. Phương trình đường tròn có tâm Y, tọa độ là trừ 2, 1 và có bán kính R bằng 3 là x cộng 2 tất cả bình cộng cho y trừ 1 tất cả bình bằng 3 bình là bằng 9 á, cho nên là câu A này đúng. Câu B, nếu người dùng điện thoại ở vị trí A có tọa độ là trừ 13 thì có thể sử dụng dịch vụ của trạm được hay không? Cái bài này nó mô tả giống như cái bài toán thực tế của mình đó các bạn. Cái cục modem mình đặt ở vị trí Y thì mình đứng ở một cái vị trí A, không biết là mình có bắt được wifi hay không. Thì wifi ở đây nó sẽ di chuyển trong cái vùng phổ sóng là cái đường tròn này thôi. Vậy cái điểm A là tọa độ trừ 13, trừ 13 thì nó nằm đây. Theo hình ảnh thì mình thấy là nó bắt được, nhưng mà bây giờ mình phải đưa ra kết quả bằng một phép tính. Đó là chúng ta sẽ đi tính đoạn IA. Nếu như IA bé hơn R thì ok, bạn đứng ở vị trí A, bạn sẽ bắt được sóng điện thoại. Bạn hiểu được không? Rồi, vậy thì bây giờ cô sẽ đi tính vector IA trước. Vector IA thì lấy điểm A trừ cho điểm Y thì nó ra là trừ 1, trừ 2 rồi. Vậy thì suy ra đoạn IA nó bằng là căn 5. Căn 5 thì nó bé hơn 3. Vậy thì suy ra là người A có thể sử dụng dịch vụ của trạm. Rồi. Vậy thì suy ra người ở vị trí A, ở vị trí A có thể sử dụng dịch vụ của trạm. Ok, ý này đúng. Rồi. Ý C, nếu người dùng điện thoại đang ở vị trí A có tọa độ 13, sau đó đi bộ theo hướng của tia OX với vận tốc là 5 km/h. Sau 10 phút người đó sẽ nằm ngoài vùng phủ sóng. Theo như cái ý C á là mình có là cái phần mà người này đi thêm với vận tốc là 5 km/h nè. 5 km/h. Rồi cái thời gian mà người này đi là 10 phút. 10 phút thì nó tương ứng với bao nhiêu? Bao nhiêu giờ? 0,6. Ở đâu? 10
chia cho 60, 1 phút có 60, 1 giờ có 60 phút. Vậy thì người này đi 1 phần 6 giờ là bằng 1 phần 6 giờ. Vậy thì suy ra quãng đường người đó đi thêm là quãng đường người ở vị trí A đi thêm là, rồi, 5 nhân với 1 phần 6 là 5 phần 6 km, 5 phần 6 đó. Vậy thì 5 phần 6 đó chính là từ cái vị trí ban đầu đây ha, đi thêm 0,83 km nữa là đi đến đây. Đi đến đây thì bác được sóng điện thoại không? Quãng đường bằng vận tốc nhân với thời gian. À không, không tính cái kiểu đó được. Ồ. Vậy thì suy ra tọa độ A1. Rồi bây giờ bạn có thời gian với có quãng đường rồi đúng không? Cái trục OX này á là cái trục thể hiện Rồi ok. Bạn thấy cái điểm mà cô chấm này không? Thì đây là vị trí A ban đầu nha. Cái vết chấm thứ hai này là vị trí A1. Thì bây giờ muốn biết cái người ở vị trí A1 này có bắt được, có sử dụng được dịch vụ của trạm hay không thì mình phải tính cái vector IA1, tính độ dài. Cho nên là mình còn tìm tọa độ của A1. Thì A1 này vì á A di chuyển theo hướng của tia OX cho nên là nó có tung độ cùng với tung độ của điểm A luôn. Còn hoành độ á, thì mình sẽ lấy hồi nãy là ở trường 1, bây giờ mình cộng thêm với lại 5 phần 6. Tọa độ A1 là trường 1 cộng với 5 phần 6. Rồi tung độ thì vẫn là 3. Do đó A1 sẽ có tọa độ là trường 1 phần 6, 3. Được chưa nè? Rồi, hay ha. Vậy thì vector IA1 sẽ có tọa độ là trường 1 phần 6 mà cộng với 2. Trừ 1 phần 6 cộng với 2 là bằng 11 phần 6. Rồi lấy 3 mà trừ cho 1 là còn 2. Đây là IA1 nha. Đây là vector. Vậy thì cái đoạn IA1 sẽ bằng căn bậc 2 của 11 chia 6 bình phương. Rồi cộng cho 2 bình phương là bằng 265 phần 6. Căn 265 phần 6. Nó là 2,7, 2,7 thì nó bé hơn bán kính R bằng 3 rồi. Do đó, người ở vị trí A1 có thể sử dụng dịch vụ của trạm. Cô có cái câu này cho nó nha. Rồi. Suy ra người ở vị trí A1 có thể sử dụng dịch vụ của trạm. Rồi, vậy thì ý này bị sai bởi vì họ nói rằng là người đó nằm ngoài vùng phủ sóng. Bạn hiểu được không? Rồi ý D. Ý D. Tính theo đường chim bay khoảng cách ngắn nhất để một người V ở vị trí có tọa độ, để một người ở vị trí B có tọa độ trừ 3, 4 di chuyển được tới vùng phủ sóng là 2 km. Trừ 3, 4 là người đó nằm ở đâu này? Trừ 3. Trừ 3, 4 là vị trí này. Đây là vị trí của điểm V này.
Rồi, đây là vị trí của điểm B, trừ 3, 4 đúng không? À, tính theo đường chim bay khoảng cách ngắn nhất để người này đi được tới vùng phổ sóng, có nghĩa là như thế này nha. À, người đó có thể có rất nhiều cách đi, ví dụ như họ đi đường này, họ đi đường này. Nhưng mà cái đoạn ngắn nhất chính là cái đoạn đây. Đó. Thì có phải là mình sẽ tính BI xong mình trừ cho R là mình ra được cái đoạn ngắn nhất mà họ đi không? Rồi. Nó đòi hỏi các bạn tư duy cái vị chỗ đó một chút xíu nha. Vậy thì bây giờ cô sẽ đi tính vector IB rồi cô biện luận sau nha. Vector IB thì sẽ lấy B trừ Y. À, điểm B có tọa độ là trừ 3, 4. Điểm Y có tọa độ là trừ 2, 1. Vậy thì nó sẽ ra là trừ 1. Trừ 1 với lại 3. Rồi. Vậy thì suy ra đoạn IB là bằng căn của 10. Rồi bây giờ mình sẽ lý luận như thế này đây. Cái IB này thì nó lớn hơn bán kính R là 3, có nghĩa là điểm B nó nằm ngoài vùng phổ sóng. Ok không? Vậy thì mình sẽ gọi điểm M là một cái điểm nằm trên cái vùng phổ sóng nha. Bây giờ mình gọi gọi M là một cái điểm thuộc vùng phổ sóng, thì cái điểm M này nó có thể nằm trong, nằm trên đường tròn đó. Vậy thì suy ra BM chính là khoảng cách tính theo đường chim bay. Phải nói như vậy nữa nha, tính theo đường chim bay. Chim bay từ B đến vùng phổ sóng. Ok. Rồi. Thì BM này nhỏ nhất sẽ bằng BI trừ cho R. Đó, cô giải thích luôn. Như lúc nãy cô nói lại nghe. Thì cái BM nó có rất là nhiều cái cách đi, ví dụ như nó đi như thế này cũng gọi là BM này, đây cũng gọi là BM này, đi vô trong này cũng là BM. Nói chung là M nó nằm trong hoặc là nằm trên cái đường tròn. Cho nên là cái đoạn ngắn nhất của nó chính là cái đoạn này. Cái đoạn này thì bằng BI trừ cho R. Được không? Còn nếu mà bài bản hơn á, thôi được rồi, như vậy cho nó dễ hiểu. Là bằng BI là căn 10 trừ cho R là trừ cho 3. Ok chưa? Rồi, căn 10 trừ 3, căn 10 trừ 3. Căn 10 trừ 3 đâu có bằng 2 đâu. Nó bằng 0,16 mà. Vậy thì ý này bị sai rồi. Đúng không? Cái này là xấp xỉ với 0,16 km rồi. Ok. Vậy thì xong cái ý số 5 chốt lại là đúng đúng sai sai. Rồi chuyển qua ý số 6. Một sân khấu đã được thiết kế một hệ trục tọa độ để đoạn đạo diễn có thể sắp đặt ánh sáng và xác định vị trí của các diễn viên. Đơn vị trên hai trục tọa độ là mét. Biết một đèn chiếu đang rọi trên sân khấu đặt tại vị trí của điểm Y, tạo ra một vùng sáng bên trong đường tròn C. Có hình không ta? Không có hình. Vẽ hình thôi. Đây, đây là cái biểu đường tròn. À, đèn chiếu thì đặt ở vị trí tâm Y. À, đây mô phỏng lại nha. Đèn chiếu đang rọi đặt tại vị trí tâm Y tạo ra một vùng sáng bên trong đường tròn C có tâm Y và bán kính R bằng 4. Tâm Y này có tọa độ là 13, 4. Rồi. Đoạn R, R là cái đoạn này. Đó, là bằng 4 luôn. Ok. Rồi, đường tròn C có phương trình là. Rồi, có tâm rồi, có bán kính rồi, viết được phương trình thôi. Câu A.
Đường tròn C có tâm Y tọa độ là 13, 4 và R là bằng 4. Có phương trình là x trừ 13 tất cả bình cộng với y trừ 4 tất cả bình bằng R bình là bằng 10, 16. Cái này mình khai triển ra để mình coi thử đáp án A đúng hay không nha. Vậy là x bình cộng y bình trừ cho 26 x trừ cho 8 y cộng cho 13 bình cộng với 4 bình trừ 16 là bằng 169 bằng 0. Ồ, vậy câu A này đúng. Rồi, câu B. Biết rằng tọa độ trên sân khấu của diễn viên A tại thời điểm ban đầu là khi đó diễn viên A đang được đèn chiếu sáng. Nó giống như cái bài toán vùng phổ sóng hồi nãy câu số 5 cũng vậy á. Muốn biết cái diễn viên này có đang được chiếu sáng hay không? Đang được chiếu sáng có nghĩa là người đó đang nằm trong cái vòng tròn hoặc là trên cái vòng tròn. Có nghĩa là đoạn IA là khoảng cách từ tâm đến người đó phải bé hơn hoặc bằng R. Không? Cho nên là bây giờ mình sẽ đi tính vectơ IA. Vectơ IA có tọa độ là mình lấy A trừ Y nha. Điểm A có tọa độ là 11, 4 nè. Còn Y thì có tọa độ là 13, 4 nè. Đúng không? Vậy thì vectơ IA là bằng trừ 2, 0. Vậy thì độ dài của đoạn IA là bằng 2. 2 thì đúng là nó bé hơn R là 4 rồi. Vậy thì suy ra là người này hay là người A hay là người ở vị trí A? Suy ra diễn viên A. Diễn viên A được chiếu sáng. Ok, rồi một cái bài toán thực tế trong cái lĩnh vực điện ảnh mình bây giờ mình mới khám phá được ha. Rồi vậy thì ý B này đúng nè. Tiếp tục ý C, biết rằng khi biểu diễn diễn viên A luôn di chuyển và luôn cách tâm một khoảng bằng một thì chắc chắn là được chiếu sáng rồi. Một diễn viên B luôn đứng tại vị trí B có tọa độ là 12. Cái này bạn nếu mà làm trắc nghiệm chọn đáp án á, thì bạn vẽ hình ra là bạn có thể chọn được đáp án rồi. Tuy nhiên đây là một cái bài đúng sai thì mình còn lý luận chút xíu. Khoảng cách giữa hai viên A và B là khoảng cách lớn nhất giữa hai diễn viên A và B là. Thì bây giờ mình sẽ đi lý luận là như thế này. Cái diễn viên A người ta luôn cách diễn viên B luôn cách tâm Y một khoảng là bằng một, có nghĩa là họ nằm trên cái đường tròn như thế này nè. Ok. Đây là đường tròn thể hiện cái vùng mà diễn viên A di chuyển nha. Điểm B thì có tọa độ là 12. Nhưng mà diễn viên B này đứng yên. Khoảng cách lớn nhất giữa hai diễn viên A và B là B nằm đâu ta? Đấy, cô đem cô không có vẽ tọa độ. B nằm cố định là 12 hả? 12 thì B nó nằm ở đâu? Nó đây đi. Ví dụ B nằm đây. Thì AB lớn nhất là bằng bao nhiêu? AB lớn nhất khi A nằm ở vị trí này nè. Bởi vì á AB lúc này là nó bằng IB cộng với IA. Còn cái vị trí này là vị trí nhỏ nhất của của AB nè. Đó. Thì nó có những cái đặc biệt trong cái chỗ vị trí tương đối của các điểm đường và đường tròn như vậy. Rồi, thì bây giờ mình vẫn phải lý luận nghe chứ mình không có lý luận bừa được. Mình sẽ lý luận như sau, diễn viên A luôn cách tâm một khoảng bằng một rồi, nên A thuộc vào một cái đường tròn C phẩy có tâm là vẫn là tâm Y nha, tâm Y và bán kính R phẩy là bằng một. Đây đây là đường tròn C phẩy nè, còn ở ngoài đây là đường tròn C nè. Rồi ok, thì
Mình thấy là AB á nó lớn nhất. AB sẽ luôn lớn hơn hoặc bằng IB cộng với IA. Đó. IB cộng với IA. Có nghĩa là AB sẽ lớn hơn hoặc bằng IA là bằng bán kính R lớn rồi. Ủa, bán kính R nhỏ rồi đúng không? IB cộng với R nhỏ. Vậy thì suy ra AB max là bằng, à không, chỗ này phải là bé hơn bằng chứ. Bó đoạn thước tam giác nè. Tổng thì lớn hơn hoặc bằng một cạnh, nhưng mà cạnh thì phải bé hơn hoặc bằng một tổng. Ok. Là bằng IB cộng với R. Đó. À, thì bằng, ở trên này mình phải đi tính IB trước rồi. IB, tính vectơ IB trước. IB có tọa độ là, à, điểm B có tọa độ là nhiêu đây? 10 với 2 đúng không? Vậy thì vectơ IB là trừ 3, trừ 2. Vậy thì suy ra IB là bằng căn 10, 13. Vậy thì nó sẽ bằng căn 13 cộng với R. Quên, chỗ này là R phẩy 1. Rồi, đó là khoảng cách lớn nhất của A và B là căn 13 cộng 1. Nhưng ở đây nó nói là 3, vậy chắc chắn là bị sai. Câu D. Một diễn viên C khi biểu diễn có nhiệm vụ di chuyển quanh rìa của đường tròn C. Một máy quay phim đặt dưới sân khấu di chuyển trên đường thẳng. Có phương trình là x cộng y trừ 7 bằng 0. Tổng khoảng cách từ diễn viên A và C đến máy quay có giá trị nhỏ nhất là, à, bây giờ cô sẽ đi vẽ cái đường thẳng x cộng y trừ 7 bằng 0 ra rồi hơn. Và mình sẽ đặt tên đường này là đường delta cho dễ nói nha. Thì A là một cái điểm di động trên đường tròn C phẩy, bán kính R phẩy bằng 1 nè. A nằm đâu đó. Còn C thì di động trên đường tròn C lớn, có bán kính R bằng 4 ha. Bây giờ vấn đề là tính khoảng cách từ A đến máy quay cộng với khoảng cách từ C đến máy quay sao cho tổng này nhỏ nhất. Thì nó sẽ nằm ở cái vị trí đặc biệt như thế này. Đó. Rồi. Tuy nhiên thì mình sẽ có lý luận một chút xíu ha. Bây giờ cô gọi M là điểm đặt máy quay. Rồi. Câu D nhỉ? Câu D. Gọi M là điểm đặt máy quay. Thì M di động mà, nằm ở đâu nhỏ nhất là hợp lý thôi. Rồi. Vậy thì suy ra cái đoạn AM, bây giờ nếu như cái M mà cô để đây luôn thì nó có phải là một cái đường xiên không? Đường xiên. Từ điểm A mà kẻ đến đường thẳng delta thì AM này là đường xiên. Vậy thì đường xiên nó sẽ luôn luôn lớn hơn hoặc bằng điểm M tại vị trí M1 này. Đoạn vuông góc sẽ là nhỏ nhất. Rồi. À, và CM nó sẽ luôn luôn lớn hơn hoặc bằng CM M1. Đúng không? Bây giờ bạn tính giùm cô cái khoảng cách từ tâm Y đến đường thẳng delta này nha. Khoảng cách từ tâm Y có tọa độ là 13, 4 thì nó sẽ bằng trị tuyệt đối của 13 cộng 4 trừ 7 chia cho căn bậc 2 của một bình cộng cho một bình. Rồi, vậy thì sẽ bằng là 5 căn 2 nha. Rồi, ok. Vậy thì mình có là AM min ha, là bằng đoạn AM1. Mà AM1 min á, chỗ này mình sẽ nói sẽ ta AM min khi M trùng với vị trí của M1. Rồi. Rồi khi đó M1 min nha. M1 min nữa. Rồi giải quyết điểm M thôi, điểm M này nằm đây. Rồi M1 min thì nó sẽ bằng khoảng cách từ Y cho đến đường thẳng delta trừ cho R, ở trên này là R nhỏ nha. Ở trên này là R nhỏ. Vậy thì sẽ bằng khoảng cách từ tâm Y cho đến đường thẳng delta trừ cho R nhỏ là bằng 5 căn 2 trừ 1.
Bạn hiểu tại sao cái đoạn này nó nhỏ nhất không? Tại vì nếu như mà A nằm bên này thì nó lại lớn hơn nữa rồi, nó lớn miết lớn miết lớn miết như vậy. Vậy thì nó nhỏ nhất khi A nằm ở dưới, còn nó lớn nhất khi A nằm ở trên này, hiểu được không? Rồi, tiếp tục là C, C cũng vậy. C m min khi m nằm ở vị trí m1. Và lúc này C m 1 min thì nó sẽ bằng khoảng cách từ tâm Y đến đường thẳng delta trừ cho cái gì? Đó, khoảng cách từ tâm Y đến đường thẳng delta là cái đoạn màu xanh lớn này trừ cho cái đoạn lớn này. Đây, đó, cái đoạn này là R lớn. Đó là thì nó sẽ trừ cho R lớn. Thì sẽ bằng 5 căn 2 trừ cho 4. Vậy. Vậy. Khoảng cách mà đề yêu cầu là AM cộng với CM min bằng 5 căn 2 trừ 1 cộng với 5 căn 2 trừ 4 là bằng 5 căn 2 trừ 5. 5 căn 2 trừ 5 bạn bấm ra xấp xỉ là ở đâu? 10 chứ. 5 căn 2 cộng 5 căn 2 là 10 căn 2 mà. Thì chỗ đây là 10 căn 2 trừ cho 5. 10 căn 2 mà trừ cho 5 thì ra sắp xỉ 9,14. 9,14 mét. Mà ở trên đề nó nói là bằng 10, vậy thì ý này bị sai. Ok. Rồi. À, chốt lại câu 6 là đúng đúng sai sai. Chuyển câu số 7. Trước một tòa nhà, người ta làm một cái hồ bơi có dạng hình elip với độ dài hai bán trục lần lượt là 3 m với lại 5 m. Xét hệ trục tọa độ OXY có hai trục tọa độ chứa hai trục của elip. Khi đó, phương trình chánh tắc của đường elip là. Rồi bây giờ mình nhìn vô đây đi, mình đọc qua cái đề thì mình nhìn vô đây mình thấy là trên đề nó có một cái ý là bán trục, có nghĩa là nửa trục lớn và nửa trục nhỏ đó. Thì đoạn này bằng 5, đoạn này là bằng 3. Thì 5 này chính là A nè, còn 3 này chính là B nè. Thì phương trình chánh tắc của đường elip là x bình phần 25 cộng y bình phần 9 bằng 1 là quá đúng luôn ha. Cho nên là câu A đúng. Câu A là đúng rồi, khỏi phải bàn cãi gì luôn. Rồi câu B. Xét các điểm M và N cùng thuộc trục lớn của elip và đều cách ô một khoảng bằng 4 về hai phía của ô. Tổng khoảng cách từ mọi điểm trên đường elip đến M và N luôn bằng 10. Bạn hãy coi chừng M và N nó chính là tiêu cự nha, à, tiêu điểm nha. Bây giờ câu A là phương trình chánh tắc của elip là chuẩn rồi nè. X bình phần 25 cộng với y bình phần 9 là bằng 1 nè. Còn câu B thì mình tìm cái tiêu cự giùm cô một cái là C bình thì sẽ bằng A bình trừ cho B bình là bằng 16. Thế thì C sẽ bằng 4, C bằng 4, vậy thì suy ra tiêu điểm có tọa độ là tiêu điểm có tọa độ là 40 với lại trừ 40. Thế thì nó chính là M với N luôn. Chính là M và N. Ok. Thì dựa vào định nghĩa nha, thì ta có là khoảng cách từ một điểm bất kỳ, khoảng cách từ một điểm bất kỳ trên elip cho đến hai tiêu điểm thì sẽ bằng 2A. 2A. Bây giờ mình gọi E là một cái điểm thuộc elip đi. Đó. Thì bám vào định nghĩa thì ta có là E M cộng với E N chính là khoảng cách từ một điểm bất kỳ đến hai tiêu điểm nha. Thì luôn luôn bằng 2A. Cái này là định nghĩa elip nha. Định nghĩa. Suy ra được điều này. Vậy thì nó bằng là 10. Nó bằng 10, 2A là bằng 10, vậy thì cái B này nó đúng. Hả? B này đúng. Rồi. Ý C
Một người đứng ở vị trí P cách O một khoảng bằng 6. Người đó đứng ở trong hồ. Ồ, không biết trong hồ hay ngoài hồ luôn. Nhưng mà người B này á là có thể đứng ở đây, ở đây, ở đây, ở đây. Nói chung là cái đoạn OB là bằng 6, đúng chưa? Mà bạn biết đó là trên cái elip á, thì một cái điểm bất kỳ thuộc elip mà lớn nhất á, nó chính là cái đỉnh nằm trên trục lớn. Đó, vậy thì bây giờ mình mới nhận xét như sau nè. Câu C hả? Câu C. Gọi Quy là giao điểm của OB. B là cái điểm mình không biết nó nằm ở đâu nha. Với lại elip. Rồi. Bây giờ nếu như mà OQ á nó nhỏ hơn OB thì người đó nằm ở ngoài hồ. Còn nếu như OQ mà bằng OB thì người đó có thể là nằm ở trên hồ. Rồi, ok. Vậy thì mình có là OQ. OQ như lúc nãy cô nói cái vị trí mà cách O một khoảng lớn nhất chính là cái vị trí nằm ở trên trục lớn thôi. Có nghĩa là OQ nó sẽ luôn luôn bé hơn hoặc bằng 5 thôi. 5 nha. Vậy thì suy ra OQ này nhỏ hơn cái OP rồi, bởi vì OP là đề cho là bằng 6 lần. Đúng không? Vậy thì suy ra vị trí B ở ngoài hồ. Rồi, vậy thì ý này bị sai. Rồi ý D, xét vị trí C trên mép hồ cách trục lớn một khoảng bằng 2. Trục lớn là trục OX nè. Cách thì nó sẽ là cái điểm N nằm đây. N nó sẽ nằm ở đâu? Điểm đó là điểm gì? Một cái vị trí thôi đúng không? Vị trí C. C sẽ nằm đây. Bởi vì mình thấy cái đoạn này là bằng 2 nè. Đó, rồi. Nhưng mà thôi, mình ký hiệu vậy thôi. Khi đó vị trí C cách trục nhỏ một khoảng là bằng 5/3. Rồi. Câu D. C là một cái điểm thuộc elip. Khoảng cách từ C cho đến trục lớn là trục OX á, nó chính là bằng trị tuyệt đối tung độ của điểm C nha, trị tuyệt đối tung độ của điểm C mà đề nó lại cho là bằng 2. Vậy thì mình sẽ thay vô trong cái phương trình đường tròn là xc bình. Vậy thì lúc này suy ra điểm thôi không cần. Rồi mà x bình phần y bình, không, x bình phần 25 chứ, xc bình phần 25 cộng với chỗ này cô suy ra là x bình cộng với y bình phần 10/9 thầy là bằng 1. Rồi, ok, khỏi mà ở dưới. Vì nó thuộc elip cho nên là nó có cái phương trình này. Vậy thì từ đây mình sẽ suy ra được nè. Thay vô nha. Thì mình được là xc bình phần 25 trị tuyệt đối của y mà bằng 2 và y bình là bằng 4 là cộng với 4/9 là bằng 1. Vậy thì suy ra là xc bình đó là nó bằng nhiêu? 1 - 4/9 nhân với 25. 1 - 4 - 9 bằng nhân 25 bằng 125/9. 125/9, vậy thì suy ra là trị tuyệt đối của xc á là bằng 25/3. Rồi bây giờ đề nó hỏi gì? Khoảng cách từ C cho đến trục nhỏ. Khoảng cách từ C cho đến trục nhỏ chính là khoảng cách từ C cho đến trục OY. Thì nó sẽ bằng trị tuyệt đối của xc là bằng 25/3. Ok. Vậy thì ý D này bị sai luôn. 5/3 là sai. Rồi chốt lại câu số 7 là đúng, sai sai. Rồi chuyển qua câu số 8. Một mô hình kim tự tháp có dạng hình trống tứ giác đều. Cạnh đáy là 10 cm và chiều cao là 15 cm.
Rồi vẽ cái hình này ra đã, rồi nhận xét đúng sai sau. Ok. Hình chóp tứ giác đều là hình chóp có đáy là hình vuông. SO với O là tâm của đáy nha. SO sẽ là đường vuông góc với đáy. Rồi vậy thì bây giờ cô vẽ cái đáy trước, sau đó cô tìm điểm O. Cô tìm điểm O rồi từ O này cô dựng thẳng đứng lên thì cô được đỉnh. Đỉnh S. Ok. Đây là S à. Đây là A, là B, là C, là D và đây là O. Rồi. Một kim tự tháp có hình chóp tứ giác đều, cạnh đáy là 10 cm. Rồi. Chiều cao, chiều cao chính là SO là 15 cm. Hãy cho biết tính đúng sai của các mệnh đề sau. Câu A, thể tích khối chóp bằng 1500 cm vuông. Bây giờ đầu tiên thì bạn gọi cho cô cái ô là giao điểm của AC với BD cái đã. Vậy thì tứ giác SABCD là hình chóp tứ giác đều. Để cho nha, tứ giác đều. Cho nên là mình suy ra được là SO sẽ vuông góc với là mặt ABCD. Vậy thì thể tích của khối chóp SABCD nó sẽ bằng 1 phần 3 diện tích đáy nhân với chiều cao. Đó. Thì bằng 1 phần 3 lần 15 nhân với lại 10 bình. 10 bình là bằng 100. 100 mà nhân với 15 xong rồi chia cho 3 là bằng 500 thôi. 500 cm khối. Mà ở đây nói là 1500 cm vuông. Vậy thì ngay cái chỗ mà bạn đọc đơn vị là bạn cũng có thể kết luận được nó sai rồi. Ok nha. Câu B, khoảng cách giữa AD và mặt FBC bằng AD và mặt FBC. AD với mặt FBC là song song với nhau. Cho nên khoảng cách từ AD đến mặt FBC sẽ bằng khoảng cách từ một điểm bất kỳ thuộc đường AD. Đó là cô chọn điểm A đi, đến mặt FBC. Thì đối với cái bài toán khoảng cách để cho dễ làm thì bạn hãy đưa nó về chân đường vuông góc của hình, đó chính là điểm O. Bởi vì từ O này mình chỉ còn vẽ thêm các cái nét nữa là mình sẽ tìm được khoảng cách rất là dễ. Thì từ O á, cô dựng một cái O, cô gọi O này là OM đi nghe. OM vuông góc với lại BC. Rồi từ đây cái mình dựng lên đỉnh S. Rồi sau đó là mình kẻ vuông góc qua. Đây là H đây. Ok nghe. Thì bây giờ trước mắt là mình đi chứng minh OH là khoảng cách đi đã. Câu A ở trên này xong rồi nè. Bây giờ câu B. Câu B. Kẻ OM vuông góc với lại BC. Thì lúc này M là trung điểm của BC nha. Đấy là hình vuông nè. Rồi SH ở đâu? SM vuông góc với lại OH. Rồi. Thì mình sẽ chứng minh được OH vuông góc với mặt FBC. Đầu tiên là chúng ta chứng minh được BC vuông góc với mặt SOM. BC vuông góc với SO. BC vuông góc với lại OM. Cho nên suy ra được BC vuông góc với lại mặt SOM. Thế thì chắc chắn là BC sẽ vuông góc với được đường OH. Mà SM cũng vuông góc với OH luôn. Cho nên OH vuông góc với mặt FBC. Đúng không? Vậy thì khoảng cách từ O cho đến mặt FBC chính là bằng đoạn OH. Ok. Rồi. Vì AB nó song song với lại mặt FBC nên khoảng cách giữa AB và mặt FBC sẽ bằng khoảng cách từ một điểm bất kỳ. Nãy chọn A giờ nó chọn A, nó chọn B được không?
Xin lỗi, AD chứ. AD. AD nghe. Rồi, mình không chọn A, mình chọn D được luôn. Khoảng cách từ D đến mặt FBC. Ok, khoảng cách từ D đến mặt FBC. Mà khoảng cách từ D á, thì bạn coi thử nó bằng bao nhiêu lần khoảng cách từ O. Nó sẽ bằng 2 lần khoảng cách từ O cho đến mặt FBC. Bởi vì sao? Bởi vì đường DO cách mặt FBC tại B. Mà DP thì bằng 2 lần OB, không? Vậy thì nó sẽ bằng 2 lần đoạn O, OH. Rồi bây giờ đi tính OH thì sẽ dựa vào tam giác vuông SOM vuông tại O. SOM vuông tại O, ok. OM là bằng 5, một nửa lần CD. Vậy thì một phần OH bình sẽ bằng một phần OS bình cộng với một phần OM bình. Vậy thì suy ra OH sẽ bằng căn bậc 2 của OS bình nhân với là OM bình chia cho OS bình cộng với OM bình. Cái này bạn bấm máy nha. SO đề cho rồi nè. Căn của 15 bình nhân 5 bình chia cho 15 bình cộng 5 bình. 3 căn 10 phần 2. OH bằng 3 căn 10 phần 2 là 6.4.7. Đơn vị là cm nha. Ấy là đúng nè. Ồ quên, khoan từ từ. Hai lần OH lận. Ồ. Vậy khoảng cách từ AD xém chút xíu thì cô cũng bị sai luôn. Sẽ bằng 2 nhân với 0 à, 2 nhân với OH là bằng 9,4 cm. Do đó có bên thì bị sai nha. Ồ, các bạn phải cẩn thận nha. Dù khi mình tính ra dài vậy mà mình chọn sai cái nó uổng lắm luôn á. Câu C. Góc nhì diện tạo bởi đỉnh S, đỉnh D đến BC có độ lớn bằng. Rồi à, góc nhì diện. Ở đây góc nhì diện này, thôi cô viết xuống dưới này đây, câu C nha. Câu C là S nè, BC với lại D thì nó chính là góc nhì diện tạo bởi mặt SBC và mặt BCD. SBC và BCD hả? Ok. À, trong mặt SBC á thì mình có đường SM vuông góc với BC đúng không? SM là đường kẻ từ đỉnh S nè. Trong mặt BCD thì D gì vuông góc với BC? Đó chính là DC. DC. Rồi hai đường này chéo nhau không có cách nhau. À, cô nhắc lại cái cách tìm góc nhì diện nha. Là từ hai cái đỉnh mà đề cho đó, thì mình coi là từ hai cái đỉnh đó kẻ được đường nào vuông góc với cái đường giao tuyến, là cái đường đứng giữa. Thì mình được đường FM với lại DC. À, tuy nhiên là nó chéo nhau, mà mình thấy là DC lại song song với OM, cho nên nó sẽ bằng góc giữa FM giữ nguyên nè. DC thì thay thành OM, vì DC chỗ này cô ghi là góc FMO luôn đi ha. Vì DC song song với là OM. Rồi, mình dám khẳng định góc FMO là bởi vì cái góc nhì diện thì không cần giới hạn số đo nha. Rồi à, để tìm số đo của góc này, khi mà biết hai cạnh này thì mình sẽ xài tan thôi. Tan. Tan của góc FMO thì sẽ bằng đối là SO chia cho kề là OM là bằng 15 chia cho 5 là bằng 3. Vậy thì suy ra góc FMO bằng bao nhiêu? 71 độ 34 phút. Sắp xỉ. 71 độ 34 phút. Vậy đáp án C đúng. Rồi. Câu cuối cùng,
Gọi M là điểm nằm trên cạnh SD. M là điểm nằm trên cạnh SD, sao cho SM bằng 2 lần MD. Thế thì bây giờ cô sẽ chia cái SD này ra làm 3 phần và SM chiếm 2 phần. Mặt phẳng AMP cắt SC tại N. Ồ, đây là một cái bài liên quan đến giao tuyến rồi. AMP, AM cô nối lại đây, MB cô nối lại đây. Mặt này cắt SC tại N. Vậy thì vận dụng kiến thức của cắt nha giao tuyến nha, lớp 11. Từ M mình sẽ dựng một cái đường song song với AB, CD. Trong mặt AB à SCD đi. Đây. Đó, thì điểm này chính là điểm N. Ok, nối lại. Vậy thì mặt ABM bây giờ nó đã mở rộng thành ABNM rồi đó. Giờ đi tính thể tích của khối chóp SABNM. Rồi. Cái khối này mình sẽ tách ra làm hai. Nó bằng thể tích của khối SABM cộng cho SBMN và dùng tỷ số thể tích nha. Tỷ số thể tích. Nó có vận dụng của cái tỷ số thể tích luôn á. Rồi nhưng mà trước mắt là cái thiếu bảng. Các bạn đi coi lại một chút. Rồi ok. Câu D. Câu D bây giờ mình sẽ đi tính tỷ số thể tích của khối SABM. Tỷ số thể tích nó chỉ áp dụng cho đáy là tam giác thôi, chóp ở đáy là tam giác. Thì SABM nó sẽ tương ứng với khối SABD nha. SABD thì nó sẽ bằng SA chia cho SA nhân với lại FB chia cho FB nhân với lại FM chia cho FD. Thì hai cái đầu cô ghi được cho các bạn nhớ là công thức thôi, chứ còn thực ra thì nó chia nhau bằng 1 rồi, thì nó còn là FM chia cho FD thôi. Mà FM là chiếm 2 phần 3 bằng FD. Vậy thì suy ra thể tích của khối chóp SABM nó sẽ bằng 2 phần 3 lần thể tích của khối SABD. Mà cái khối SABD nha, đấy là ABD, nó có một nửa đáy của ABCD thôi. Cho nên cái khối SABD nó lại bằng 1 phần 2 lần thể tích của khối chóp SABCD. Bởi vì SABCD tính được rồi nên là mình cố gắng mình đưa nó về cái khối đó để cho dễ làm. Vậy thì nó sẽ bằng 1 phần 3 lần thể tích của khối chóp SABCD. Rồi, tương tự như vậy thì thể tích của khối SABM thì bây giờ là BN, BMN ha. SBMN thì mình đi chia cho khối SBDC thì sẽ bằng FM chia cho SD nhân với lại SN chia cho SC. FM chia cho SD là bằng 2 phần 3 nè. SN chia cho SC. Rồi, nãy quên nói cái chỗ điểm N để mất tiêu đi chứ. Rồi, tí nữa quay lại nói điểm N sau nha. SN chia cho SC thì nó sẽ bằng với SM chia cho SD, bởi vì MN song song với CD thì cũng bằng 2 phần 3 luôn. Rồi là bằng 4 phần 3. Vậy thì suy ra thể tích của khối SA à xin lỗi, SBMN thì nó sẽ bằng là 4 phần 3 lần thể tích của khối SAB, SBC, BDC. À, chỗ này là 4 phần 9 mới đúng. 4 phần 9. Rồi, vậy thì suy ra nó bằng SBDC nó cũng bằng 1 phần 2 lần thể tích của SABCD nha. Vậy thì chỗ này nó sẽ ra là 2 phần 9 lần thể tích của khối SABCD. Rồi, vậy thể tích của khối SABMN nó sẽ bằng thể tích của khối SABM cộng với thể tích của khối SBMN là bằng 1 phần 3 cộng với 2 phần 9
lần thể tích của khối S A B C D một phần 3 cộng với 2 chia 9 là bằng 5/9. 5/9 còn thể tích của khối này là 500. Vậy thì nó ra là 2500/9 cm khối. 2500/9 mà làm tròn để chọn được đáp án đúng hay sai á, thì nó sẽ bằng là 277,8. Vậy ý này đúng nè. Rồi ok. Tuy nhiên là mình bị thiếu cái chỗ giải thích cái điểm N đúng không? Rồi cô sẽ giải thích ở trên này bởi vì hết bảng nha. Thì mình giải thích theo kiểu này cũng được. AB thì song song với CD. Rồi. Mặt ABM thì giao với lại mặt SCD tại điểm D. Nếu hai mặt phẳng cách nhau thêm một điểm và có chứa hai đường thẳng song song thì suy ra giao tuyến của hai mặt này sẽ là một cái đường thẳng đi qua D. Đi qua D và song song với lại hai cái điểm, hai cái đường đã cho. Rồi. Vậy thì lúc này mình sẽ đi gọi. Gọi N là giao điểm của DX với lại SC ha. Thì suy ra DN song song với lại CD luôn. Rồi. DN song song với CD thì suy ra là SN trên cho SC sẽ bằng với FM trên cho SD và cùng bằng 2/3 nha. Đó là trình bày tại sao là cái mặt ABM nó cắt mặt SCD tại cái giao tuyến là MN. Thì như vậy, cô trình bày như vậy. Ok. Còn không á, thì bạn giải thích nhanh cái kiểu là kẻ MN song song với CD, N thuộc SC. Rồi CD thì lại song song với AB cho nên MN song song với AB. Vậy thì cái mặt phẳng ABM lúc này nó chính là mặt phẳng ABMN. Rồi N chính là cái điểm mà mình vừa gọi thêm cũng được, còn không làm bài kỳ này cũng được. Rồi ok. Tóm lại là SN trên cho SC là bằng 2/3. Rồi ra được rồi đó. Vậy thì chốt lại cái câu số 8 là sai đúng đúng. Sai đúng đúng chứ. Rồi chuyển qua câu số 9. Câu số 9. Một lều chữ A làm một cái lều chữ A làm bằng bạc có dạng hình lăng trụ đứng ABC, A'B'C', có đáy là tam giác ABC, vuông góc tại A như hình. Khoảng cách từ đường AA' là mép gấp trên đất là mép gấp trên cho đến mặt đất là bằng 3. Có nghĩa là cái đoạn AH này là bằng 3 này. Cái đoạn AH này là bằng 3 nha. Diện tích của một mặt bên là bằng 24 m². Diện tích của một mặt bên là 24 m². Bây giờ câu A, diện tích của tam giác ABC bằng bao nhiêu? Hình lăng trụ này là hành lăng trụ đứng. Rồi, có diện tích của một mặt bên. Vậy thì bây giờ mình sẽ đi tìm được số liệu gì đây. Tam giác ABC là tam giác vuông cân tại A. Hai cái đoạn này bằng nhau. Chắc là cô vẽ. Thôi không cần đâu. Hình này nó cũng dễ nhìn mà đúng không? Định vẽ ra ngoài nhưng mà thôi vẽ qua đây luôn đi cho nó ok. Rồi.
Rồi. Câu A. Ta có BC á. Tam giác ABC vuông cân tại A. Vuông cân tại A. Vậy thì BC có phải là bằng AH, hai lần AH không? Cạnh huyền bằng đường trung tuyến với cạnh huyền thì bằng một nửa cạnh huyền. Vậy thì cạnh huyền nó sẽ bằng hai lần đường trung tuyến. AH là đường cao cũng như là đường trung tuyến luôn. Vậy thì nó bằng 6. Đúng chưa? Vậy thì lúc này diện tích của tam giác ABC để yêu cầu của câu A này, nó sẽ bằng 1 phần 2 lần AH nhân với BC là bằng 1 phần 2 lần 3 nhân với 6 là bằng 9 9 mét vuông. Tuy nhiên câu A nó nói là 10 mét vuông, vậy thì nó bị sai rồi. Rồi à, sẵn tiện đây thì mình tính luôn BC à, BC có rồi đúng không? AB AB thì bằng AC và bằng cạnh huyền chia cho căn 2. Đó, đó là các cái số đo tính được dựa vào tam giác vuông cân. Vậy thì nó sẽ bằng là 3 căn 2. Rồi bây giờ câu B nó nói là khoảng cách giữa hai đáy của hình ăn trụ. Đáy ở đây chính là mặt ABC với là mặt A'B'C'. Rồi. Câu B nha. Ở đây cô chắc cô thêm cái đỉnh B' vào đây đi hả? Đây là đỉnh B' nè. Còn ở trong này nè, trong này nó sẽ có một cái đường nét đất nữa. Nét đất ở trong này. Rồi. Ok nha. Rồi. Thì đây cô gọi là C' đi. Ê, tính ra là cô có cái hình đi qua bên ngoài này được luôn á. C, đây là B và đây là H. Rồi, ok nghe. Vậy thì khoảng cách giữa A, B, C và đáy A phẩy, B phẩy, C phẩy nó chính là bằng đoạn A, A phẩy. Bây giờ diện tích của một cái mặt bên, mặt bên bây giờ mình chọn mặt A, B, B phẩy, A phẩy đi, để nó cho là bằng nhiêu? Diện tích mặt bên là bằng 24. Ba mặt bên này bằng à, đối với cái lều này thì mặt bên gọi là mặt A, A phẩy B phẩy B với là A, A phẩy C phẩy C nha. Còn cái mặt ở dưới nền á, mặt đất á, là mặt B, B phẩy C phẩy C. Ok, thì diện tích của mặt này đề cho bằng 24 thì nó bằng gì? Nó bằng 1 phần 2 lần A B nhân với lại A, A phẩy. Đó. 24. Vậy thế số vô là mình được 1 phần 2 nhân với AB, AB là 3 căn 2 nhân với A, A phẩy là bằng 24. Vậy thì suy ra A, A phẩy có phải là bằng không, diện tích mặt bên hình này là hình chữ nhật thì đâu có số 1 phần 2 đâu. Rồi, vậy chỗ này phải là 10 à, 4. Rồi, ok. Vậy thì ở trên này là bằng 4 căn 2 mét nè. Rồi về. Cái này là đúng hay sai vậy? Sai. 4 căn 2 đâu có bằng 8 đâu. Câu C. Thể tích phần không gian bên trong của lều, nó chính là thể tích của lăng trụ. Thể tích của A, B, C, A phẩy, B phẩy, C phẩy, thể tích lăng trụ thì bằng diện tích đáy nhân với chiều cao. A phải vừa tính là 4 căn 2. Diện tích ABC đề cho là 9. À quên, mình tính được là 9. Vậy nó ra là 36 căn 2 đơn vị là cm vuông.
36 căn 2 à, vậy ý này đúng nè. Đúng. Cô ghi sai cái đơn vị á, mét chứ không phải là cm đâu. Ok. Rồi ý D. Biết rằng mỗi mét bạc có giá là 8.000 đồng và bạc che được 3 mặt và trải kín phần mặt đất để ngồi. Khi đó, giá tiền phải trả để làm được cái lều này là 728.000, đúng hay sai? Muốn biết đúng hay sai thì bây giờ mình phải đi tính thử. Để biết được trả bao nhiêu tiền thì mình phải biết được có bao nhiêu mét bạc. Và ở đây cái mặt bạc nè, bạc chia được 3 mặt và trải kín vào mặt đất. Có nghĩa là nó sẽ bằng diện tích của A, A phẩy, B phẩy B cộng cho diện tích của A, A phẩy, C phẩy C cộng cho diện tích của A phẩy, B phẩy, C phẩy và diện tích của mặt đất B, B phẩy, C phẩy, C nữa ha. Rồi ok, ý D nha, ý D. Diện tích của bạc sẽ bằng diện tích của cái phần ở dưới đất trước là B, B phẩy, C phẩy, C nè, cộng cho diện tích của cái mặt ở phía sau là diện tích của A phẩy, B phẩy, C phẩy nè, cộng cho diện tích của hai mặt bên bằng nhau nên cô ghi nhanh nha, là A, B phẩy, B phẩy, A, B, B phẩy, B, A, B, B phẩy, A phẩy. Ok. Thì bằng diện tích của mặt đất á, ở cái mặt ở trải dưới đất á, là bằng B, B phẩy nhân với lại BC cộng cho diện tích của A, A phẩy, B phẩy thì nó chính là diện tích của tam giác ABC rồi. Cộng cho hai lần diện tích của mặt bên. Diện tích mặt bên đề cho chưa ta? Đề cho luôn rồi. Diện tích mặt bên là 24. Ok. Hai lần diện tích của A, B, B phẩy, A phẩy. Rồi. Vậy thì nó sẽ bằng là B, B phẩy là A, A phẩy á, là bằng 4 căn 2 nhân với BC. BC hồi nãy mình tính ra là 6 cộng với diện tích ABC. Diện tích ABC vừa tính ở trên là 9 cộng cho hai lần diện tích mặt bên là 2 nhân với 24. Vậy kết quả ra là năm mươi bảy cộng cho 24 căn 2 đơn vị là mét vuông, vậy ha. Vậy cái tiền mua bạc, số tiền mua bạc là tám ngàn đồng một mét vuông, thì sẽ lấy 8.000 đồng nhân cho 57 cộng cho 24 căn 2. 57 cộng cho 24 căn 2 là bằng xấp xỉ 700, phải không? Bảy trăm hai mươi bảy ngàn năm trăm đồng thôi, mình lấy chẵn là 728.000 đồng đi. Ồ. 728.000. Ồ vậy ý D này nó nói đúng nè. Vậy chốt lại câu số 9 là sai sai đúng đúng. Rồi, chuyển qua câu số 10. Câu số 10. Để đo chiều cao từ mặt đất đến đỉnh của tháp Cánh Tiên ở An Nhơn, Bình Định thì người ta cắm hai cái cọc A phải và B, B phải thẳng hàng với tháp, cao 1,5m, cách nhau 9m. Rồi. Hai cọc A, A phải và B, B phải cách nhau 9m, có nghĩa là đoạn AB này là bằng 9 nè. Nha. Rồi, tiếp theo là cái gì đây? Cái cọc này cao 1,5. Tại B, người ta nhìn đỉnh dưới một góc 35 độ. Đây, nhìn đỉnh với một góc 35 độ thì cái góc này là bằng 35 nè.
Rồi. Tại A, người ta nhìn đỉnh tháp dưới một góc 48 độ. Là góc này bằng 48 nè. Tính chiều cao từ mặt đất đến đỉnh của tháp. Tính chiều cao từ mặt đất đến đỉnh của tháp có nghĩa là cái đoạn OH. Ok, rồi. À, thật ra cái số 1,5 này có thể là mình không dùng tới đâu. Bây giờ muốn tính đỉnh của tháp thì bạn phải đi tính được cái góc. Mình có cái đoạn A phẩy B phẩy nha. À, cái đoạn AB là bằng 9 nha. Vậy thì mình sẽ đi tìm được AH không? Có AH rồi thì đi tìm được OH khỏe luôn. Vậy bây giờ cô đi tính AH trước. Muốn tính AH thì sẽ dựa vào tam giác ABH. Đúng không? Tam giác ABH. Cạnh AH thì đối diện với góc 35 độ nè, còn số 9 thì đối diện với góc bao nhiêu độ? Góc H trên này. Đó, vậy thì bây giờ đầu tiên là đi tính góc AHB cái đã. Góc AHB thì nó sẽ bằng 180 độ trừ cho 35 độ. Vậy thì chưa, giờ phải đi tính góc có nhiều cách tính, mình tính cái góc bên này trước cũng được. Còn không thì mình có góc ABH cộng với lại góc OHB là bằng 90 đúng không? Vậy thì suy ra góc OHB là bằng 90 độ trừ cho 35 độ là bằng 55 độ nè. Rồi. Có góc OHA cộng với lại góc OAH là bằng 90 độ. Vậy thì suy ra góc OHA sẽ bằng 90 độ trừ cho 48 độ là bằng 42 độ. Rồi. Góc OHB là bằng 55, góc OHA là bằng 42. Vậy thì từ đây mình có là góc OHA cộng với góc O ở đâu góc OHA cộng với lại góc AHB thì sẽ bằng góc OHB. Vậy thì suy ra góc AHB sẽ bằng OHB là nhiêu? 55 trừ cho 42. 55 trừ cho 42 thì bằng 13 độ. Ok, rồi. Bây giờ sẽ dựa vào tam giác ABC ABH nha. ABH dùng tỉ số sin nha. Thì mình có cạnh AH thì chia cho sin của góc ABH. Rồi. Thì bằng bằng cạnh AB chia cho sin của góc AHB. Vậy thì suy ra AH bằng AB là nhiêu? 9 nhân với sin của góc ABH. ABH là sin 35 độ chia cho sin của 13 độ. Ủa gì vậy? 22,9. Ok, rồi đây là AH nha. Bây giờ mình sẽ dựa vào tam giác AOH để mình đi tìm OH. Rồi, xét tam giác AOH vuông tại O. Thì mình có sin của góc này là góc gì? OAH. Tìm sin, lấy đối chia huyền. Rồi, vậy thì suy ra OH sẽ bằng sin của góc, cái góc OAH là bằng 48 độ
nhân với AH hồi nãy mới tính là 22,9. Vậy thì nó sắp xỉ với. Mười bảy. Rồi. Bây giờ mình đọc kỹ cái đề lại rồi mình kết luận nha. Vậy chiều cao từ mặt đất đến đỉnh của tháp. Ồ. À. Quên. Hồi nãy cô tưởng đâu là cái ô với ô phẩy nó cùng nằm trên mặt đất, nhưng mà không. Ô phẩy mới là nằm dưới mặt đất, còn ô là cái đỉnh của cái cọc. Tại vì ồ, rồi vậy thì mình có nè, ô ô phẩy là bằng a, a phẩy là bằng b, b phẩy, đúng không? Là cùng bằng 1,5. Vậy. Vậy. Đoạn ô phẩy h thì nó sẽ bằng là ô ô phẩy cộng với lại đoạn ô h. Để cô tưởng không xài nha, cuối cùng là nó có xài nè. Rồi bạn nhìn kỹ. Vậy thì là khoảng cách từ đỉnh tháp đến mặt đất. Đến mặt đất. Ok, vậy chốt lại là 18,5. 18,5. Câu này là một câu điền khuyết rồi. Chuyện tiếp theo, câu số 11. Tính khoảng cách từ một điểm A trên phố đi bộ cho đến điểm C tại chân tháp Rùa Hồ Gươm. Biết AB bằng 25, góc B bằng 78 độ và góc A bằng 63 độ. Mô phỏng lại cái tam giác bên cạnh như sau. Hình này nó dễ nên mình vẽ ra cho mình dễ nhìn. Đây là C nè, đây là B nè và đây là A nè. Thì AB là bằng 25, góc B là bằng 78 và góc A là bằng 63. Vậy bây giờ đi tính gì? Khoảng cách từ A đến điểm C chính là đi tính đoạn AC. Ok, muốn tính đoạn AC thì đầu tiên tính giùm cô góc C. Góc C thì nó sẽ bằng 180 độ trừ cho góc A trừ cho góc B là bằng 39 độ. Rồi, sử dụng định lý sin nha. Định lý sin là AC chia cho sin B thì bằng AB chia cho sin C. Rồi, vậy thì suy ra AC sẽ bằng AB nhân cho sin của 78 độ chia cho sin của góc C là sin của 39 độ bằng AB là bao nhiêu ta? 25 nhân cho sin 78 độ chia cho sin của 39 độ ra 38,9. Ở đây họ bảo mình làm gì? Làm tròn đến hàng đơn vị. Làm tròn đến hàng đơn vị 38,9 là 39 luôn. Rồi 39. Chỗ này cô ghi là 39 nha. Ok. Câu số 12. Một con robot lau nhà đang ở vị trí B, cách hai bức tường gần nhất là 2m và 3m. Có sẵn cái hình rồi. Sàn nhà là hình chữ nhật ABCD. Robot cần đến vị trí của góc nhà là phần tam giác BEF để đổ rác hoặc thay nước. Tính độ dài quãng đường ngắn nhất mà robot cần đi để đến được vị trí đổ rác và thay nước. Rồi, con robot thì nó đang ở vị trí M. Vậy thì mình sẽ đi tính khoảng cách từ M đến EF ha. Thì bài này mình sẽ đi ghép hệ trục nha. Nó là khoảng cách từ điểm đến đường thì phải đi viết phương trình đường thẳng mới tính được. Đó là cách làm dễ nhất rồi. Rồi. Mình ghép hệ trục OXY
như hình vẽ. Thì tọa độ của điểm E là bao nhiêu? DC bằng AB bằng 10, vậy thì AE nó bằng 8 đúng không? AE nó bằng 8. AE bằng 8, vậy thì điểm E có tọa độ là 88. Rồi. F có tọa độ là 15. Tại vì F giống xuống đây thì đoạn chỗ này là bằng 10. F giống ngoài đây thì nó bằng FC, FC là bằng 5 thôi. Rồi. Còn điểm M, M có tọa độ là 2, 23. Ok không? Vậy bây giờ mình sẽ đi tính cho cô vector EF cả. Vector EF có tọa độ là 2, 3, là vector chỉ phương của đường EF. Vậy thì suy ra vector N có tọa độ là 3, 2, chính là vector pháp tuyến của EF. Rồi, bây giờ phương trình đường thẳng EF là đi qua E có vectơ pháp tuyến rồi. Vậy thì là 3 nhân với x trừ 8 cộng với 2 nhân với y trừ 8 bằng 0, thì tương đương với lại là 3x cộng 2y trừ 40 bằng 0. Rồi ok. Khoảng cách từ M đến đường thẳng EF thì nó sẽ bằng là trị tuyệt đối của 3 nhân với 2 cộng với 2 nhân với lại 3 trừ cho 40 chia cho 2 của 3 bình cộng 2 bình. 28 căn 13 cộng 13 sắp xỉ, làm tròn đến hàng phần trăm nha, là bằng 7,77. Ok. Đơn vị là mét ha, 7,77 đơn vị là mét. Thì mình sẽ giải thích thêm, đây chính là khoảng cách này là khoảng cách từ M đến EF, là quãng đường ngắn nhất, là quãng đường ngắn nhất mà robot đi được, mà robot cần đi đến vị trí đổ rác thay nước. Rồi ok. 7,77. Câu tiếp theo. Câu số 13. Có một ao cá dạng hình chữ nhật ABCD. Chắc cô vừa đọc đề cô vừa vẽ hình luôn nha, tại vì câu này nó chưa có hình. Cái phần này là mình phải vẽ hình mình mới làm được. Ao cá A B ao cá là thôi A cho ở dưới này đi. A nè, B nè, C nè, D nè. AB là bằng 50, AD là bằng 100. Rồi. Trong ao cá có một cái chòi đặt ở vị trí điểm M. M cách AB một khoảng là 5 và cách AD một khoảng là 10. Rồi vậy thì M nó nằm ở đây. Đoạn này là bằng 5, đoạn này là bằng 10 nha. Năm mét với 10 mét. Người ta muốn làm một cây cầu từ M nối với hai bờ A và AB và AD tạo thành một tam giác vuông cân AEF. Rồi. Thế thì cái số 50 ký hiệu ở đây thì nó hơi vướng. Cô mang 50 ra ngoài đi. Rồi cây cầu này nối lại bằng mực đen đây ha. Cũ
cũng không biết nó sẽ nằm như thế nào. Vĩ đại cái này đi, đây là E nè, còn đây là F nè, tam giác AEF vuông nè. Vuông thôi, có cân không? Có cân luôn. Ồ, vuông cân. Ok. Hỏi khoảng cách ngắn nhất từ trung điểm Y của BC, trung điểm Y của BC đến cây cầu là bao nhiêu mét? Ồ, vậy thì dễ quá. Bây giờ đi viết được phương trình E với F thôi là được chứ gì. Vậy thì như cái bài trên, chúng ta phải đi ghép hệ trục tọa độ. Phải ghép nha. Rồi, đây là Y nè, đây là X nè, đây là O nè. Rồi mình sẽ trên bài này ghép hệ trục tọa độ OXY như hình. Thì mình được làm cái điểm E này nó có tọa độ bao nhiêu ta? E thì chưa biết ha. Nhưng mà giờ tìm điểm Y đây. Điểm Y thì sẽ có tọa độ bao nhiêu? Y là trung điểm của BC, vậy thì BY chính là hoành, hoành là 50. 50 50. Ok, rồi. E với F chưa biết nhưng mà tìm luôn điểm B, điểm C, điểm D đi. Có dùng không? B thì có tọa độ là 0,50. D thì có tọa độ là 100, 0. Ok. Còn C, C sẽ có tọa độ là 150. Rồi. Bây giờ mình sẽ gọi E là điểm thuộc trục OY. Thì E có tọa độ là 0B nha. Thuộc về trục OY. Rồi. F có tọa độ là A0, thuộc về trục OX. Thì phương trình đường thẳng EF á, nó sẽ là x chia cho A cộng y chia cho B là bằng 1, đúng không? Rồi, M, à quên cái này, quên nói điểm M. M có tọa độ là 50 nha. M có tọa độ là 50. M là một cái điểm thuộc đường EF, cho nên là mình lấy cái điểm M mình thay vô là mình được 5 phần A cộng với 10 phần B là bằng 1. Đó. Vậy thì mà AE thì bằng AF. Vậy thì mình suy ra được là A bằng B, đúng không? Thế thì từ đây mình sẽ tìm được A với B này. Vậy thì mình suy ra 5 phần A cộng với 10 phần A là bằng 1. Vậy thì suy ra là A bằng 15. A bằng 15 thì B cũng bằng 15 luôn. A bằng 15, B bằng 15. Vậy thì suy ra phương trình EF là, mục tiêu của mình là đi tìm phương trình EF để mà tính khoảng cách. Vậy thì nó sẽ là X phần 15 cộng với Y phần 15 bằng 1. Thế thì có phải là X cộng Y trừ 15 là bằng 0 không? Rồi, ok. Đây chính là phương trình EF. Vậy thì khoảng cách từ điểm Y, khoảng cách từ điểm Y đến đường thẳng EF bằng trị tuyệt đối của 50 cộng 50 trừ 15 chia cho căn bậc 2 của một bình cộng cho một bình thì sẽ bằng 85 căn 2 phần 2. Ở đây nó nói đơn vị là một chữ số thập phân nha. 60,1 đơn vị là mét. Khoảng cách này chính là khoảng cách từ tâm Y đến cây cầu, chính là khoảng cách từ Y đến cây cầu, chính xác là khoảng cách ngắn nhất khoảng cách từ Y đến EF chính là khoảng cách ngắn nhất đi từ điểm Y đến cây cầu. Vậy ghi lên đây là 60,1 mét hả? Rồi, vậy thì mình đã xong 13 câu đầu. Cô dừng lại ở đây bằng một cái video, chứ nếu mà mình làm tiếp thì nó sẽ rất là dài. Từ 14 đến 23 sẽ nằm ở video sau nha các bạn.